Sáng ngày 29 tháng 5, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Bệnh viện Nhân dân Gia Định vừa ghi nhận thêm một trường hợp bệnh nhân vào khám có kết quả xét nghiệm dương tính. Bệnh nhân này là ông L, sinh năm 1938, cư trú tại phường Thạnh Lộc, quận 12, cùng phường với hai vợ chồng nhiễm COVID-19, tham gia Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Bệnh nhân này là ông L, sinh năm 1983, cư trú tại phường Thạnh Lộc, quận 12, cùng phường với hai vợ chồng nhiễm COVID-19, tham gia Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 28 tháng 5, bệnh nhân được người nhà đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm khám với triệu chứng sốt kèm viêm màng não. Ông được khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 và cho kết quả xét nghiệm dương tính. Kết quả này đã được bệnh viện báo cáo, chuyển mẫu cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC xét nghiệm khẳng định. Trước đó, từ ngày 26 đến 27 tháng 5, Bệnh viện Nhân dân Gia Định phát hiện 4 ca nhiễm COVID-19 thông qua thăm khám sàng lọc tại bệnh viện. Trong đó có 3 ca sinh hoạt trong Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng, 1 ca là đồng nghiệp của nhân viên ngân hàng ở quận 7, từng thăm khám tại Bệnh viện Hoàng Mỹ Phú Nhuận. Kết quả xét nghiệm mới nhất từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho thấy, bệnh nhân có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương TP.HCM điều trị.